Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô móng đi xem đó là hình ảnh một chú vịt mặc chiếc áo và đeo cà la vàng, cầm trên tay một bó hoa và một cây gậy đội mũ các bạn nhé. Thì cùng tô màu chú vịt với mình nhé. Đầu tiên mình sẽ tô chiếc cà la vàng thành màu đỏ. Màu mình sẽ tô màu vàng. Bàn chân màu vàng. Trong mô của chủ nghiệp mình sẽ tô màu đen. Sẽ tô lá hoa màu xanh lá cây nha. Hôm nay mình sẽ tô chú vịt này màu đen sữa nha. Tô phần tán. Thank you.
viên, mặc một chiếc áo màu xanh và đeo cà vạt màu đỏ, đang cầm trên tay một bó hoa nhé. Đội một chiếc mũ siêu làm ngầu. Thì các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tông màu cho chú vịt. Còn video của mình đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Bye bye.